rice made of? Bamboo. À, là sao? Bà hỏi là cái lạt được làm bằng gì ạ? Bằng giang. Vâng, bằng cây cây gọi như là gần như là cây còn là cây tre. Đấy, chọn vào cây tre mà. So is this one ready? No. Or does it have to be boiled? Yeah, to be boiled. Yes. Okay. In 12 hours? Yes, and it takes time. Yes. Right? Yeah. Boiled for 12 hours? Yes. Wow. And then after that, you have to press it. Press. Yes. Yes. Uh-huh. Get the water out? Yes. Sao cái để nhiều lá thế ạ? Vì nó có một cái lá rách. Nhưng chả lá này cô mua đẹp đấy chứ. This rice has been cooked a little? No, just put in the water. Yeah, there's water in it, but no cooking. Đậu xanh, bánh trưng xanh, vâng. Thịt mỡ dưa hành. Chả bà rồi. Các nơi khác thì họ gói cả hành, nhưng mà Hà Nội không bao giờ gói hành. Hành nhanh hỏng đúng không? Mỗi một cái bánh là hai lạng thịt, hơn hai lạng. Each Ted cake has 200 gram of pork. So the rice only gets cooked. It's your mother. Yes, I know, okay. But I tried to make a video. So. Mẹ đợi tí nhá, đợi con quay xong con hãng vào nha, đừng ghi mẹ. Con bảo là mẹ có cả bánh chay đấy. So do you try to make one? Do you want me to make one? Yes. Oh, I'd love to. Cô ơi, xong cái nào cuối cùng ấy, cô cho bà thử nghịch cái nhé. Thế bà này được lên TV. Anh nghe bà ấy quảng cáo ở khắp nước Mỹ rồi ấy. Bà chú thì Phương Liên. Ủa ra mua hoa 1.2 đấy bạn. Sợi cô thấy lọ ly nhà cháu đẹp không? Quá mỹ nạn. Đơn giản và đẹp. Mày đóng cửa chưa nhỉ? Hả? Đóng cửa vào lạnh quá. Này, biết này gọi chứ mà. Thế bà được việc. Con bảo từ hôm qua rồi. Thế bảo 9 giờ thì ta định phải 9 giờ ta mới khởi công. Đâu, cháu bảo 8 giờ. Thế hôm qua phải gọi mà. Nó gọi cho ông Vân, cháu cũng chả nghe máy. Đâu? Là từ từ, tháng sang lúc mà Liên mà chưa về, phải đi chợ chưa về. Đây, gói cái đầu đấy. Cái đầu kia rồi, đây là cái thứ hai rồi. If I make the Ted cake, I think I take 15 minutes, but Miss Lien, almost 4 minutes, I think, 3 minutes until now and 4 to finish. Chị mang sang đây. Chị mang sang đây. Mang hết sang rồi, cả lá, cả lẩu, tất cả rồi. Lá thì phải nâu, con Trang đi, không phải làm đâu. Đấy, thế thì tôi về được cất xe, cất ấy. Trời ơi, có trốn mất đâu, phải sợ. Tiền này có được không? Được, đủ đây rồi. Đây này, em mua cho cả cái vân đây này. I love this smell. 15.000. Hôm qua con bỏ vào trong cái... nhà tắm ấy, bà thấy thơm. Không, con bỏ trong xe ô tô. Hả? À? Bỏ vào trong xe ô tô. À, đây này. Em mua nữa không? Thế thôi gì? So do you smell anything in your bathroom this morning? Do you like it? Oh, I noticed that you put it in there yesterday. Uh-huh. But somebody's cell phone. Điện thoại của cô à? À. Thoại của cô à? Chàng.